giá sốc sốc hân hạnh giới thiệu tới các bạn bộ truyện Ngọc Tiêu Kỳ, Ngọc Tiêu Kỳ phần cuối. Vừa nãy nàng do quá say đã đi nhầm đường nên chẳng thấy nhà xí đâu. Vừa hay nơi đây lại đang vắng vẻ. Thế rồi nàng đành ngồi xuống đáy đại ra đấy cho khỏi khó chịu. Nàng đáy xong rồi định đứng dậy thì chợt nhìn thấy bóng người lò dò phía trước mặt mình. Người này chẳng phải Ngọc Tiêu Kỳ thì còn ai nữa. Thế nhưng lã mai đột nhiên thấy người nọ xuất hiện thì hồn vía lên mây. Nàng ta ba chân bốn cẳng rú lên mà chạy nhưng lúc này y phục dưới thân lã mai đã kéo lên đâu. Nàng hoảng quá chạy trốn lên chân vướng phải quần ngã lăn ra đất. Lã mai bị ngã lại càng cúng quýt. Nàng cố gắng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Cứ như vậy vài lần thì mệt quá thở ra từng hồi. Lã mai chẳng những không chạy được thì thôi lại còn để Ngọc Tiêu Kỳ tiến lại gần mình. Ngọc Tiêu Kỳ thấy nàng nọ vừa la vừa chảy chùa dưới đất thì không khỏi bật cười. Cậu chẳng thể ngờ việc mình xuất hiện nơi này lại có thể khiến một vị cô nương sợ hãi đến vậy. Phần về lã mai thì sau một hồi hốt hoảng đã có phần tĩnh tâm trở lại. Nàng chợt nhận ra người lạ kia chẳng qua chỉ là một cậu bé độ chừng 14,1 năm tuổi thôi. Chẳng có gì đáng sợ cả. Nếu mà so về tuổi thì cậu ta chỉ đáng em nàng. Lã mai yên tâm trở lại nên vội vàng đứng dậy chỉnh trang y phục. Tuy vậy, nàng lại chưa phát giác ra Ngọc Tiêu Kỳ đã bị mù nên trong lòng nàng hết sức lo. Âu không biết lúc nãy kia có nhìn thấy cơ thể nàng không? Ngọc Tiêu Kỳ hỏi lã mai tại sao nàng lại ở nơi này, nàng là ai lã mai thấy cậu nhỏ hai mắt đã mù nên mới hết lo âu nàng bình tĩnh đối đáp cùng ngọc tiêu kỳ và hỏi ra tên họ của cậu cùng với việc tại sao cậu đến nơi này có một điều làm nàng hết sức bối rối là ngọc tiêu kỳ không nhận ra nàng là gái đã có chồng thứ nhất là do ngọc tiêu kỳ bị mù nên đã không nhận thấy lối phục trang theo kiểu phu nhân của lã mai thứ hai do lã mai cũng còn trẻ tuổi và giọng nói của nàng rất trẻ trung nên khiến cho cậu nhỏ bị lầm Ngọc Tiêu Kỳ mấy ngày qua không có người trò chuyện nên cậu gặp được Lã Mai thì rất thích thú. Cậu hỏi đủ thứ điều và biết được Hoa Thiên Thiên đang tiếp các bạn mình ở trong kia. Tiếng cười nói xôn xao lúc nãy chính là do bọn người Hoa Thiên Thiên mời đến gây nên. Lã Mai để ý quan sát cậu nhỏ thì thấy Ngọc Tiêu Kỳ rất xinh trai. Phải nói nếu không vì cặp mắt bị mù thì cậu có thể được coi là một Mỹ Nam tử trên đời hiếm có. Lã Mai lâu nay vào trong nhóm các mệnh phụ cũng đã chán lắm rồi có điều nàng không chơi cùng họ thì cũng không biết làm gì bây giờ nàng gặp một người kỳ lạ như ngọc tiêu kỳ ở đây thì hết sức thích thú lẫn tò mò do đó lã mai ở lại nói chuyện với ngọc tiêu kỳ hồi lâu không dứt hai người đứng lâu mỏi chân nên kéo nhau ra một chỗ khác để ngồi nói chuyện lã mai nắm tay cậu nhỏ dắt đến chỗ mới không ngờ cái nắm tay này lại khiến nàng mệnh phụ xa vào lưới tình không dứt ra được tuy nhiên đó là câu chuyện về sau còn lúc này nàng chỉ cảm thấy một sự mềm ấm vô cùng từ bàn tay Ngọc Tiêu Kỳ truyền sang. Lã Mai cảm thấy bàn tay của cậu nhỏ như chứa một dòng điện chạy thẳng sang người nàng. Hai người ngồi xuống rồi mà bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay của cậu nhỏ. Dường như cùng lúc đó, bàn tay của Ngọc Tiêu Kỳ cũng siết lấy tay nàng. Hai người bọn họ lúc này thật giống như một đôi tình nhân đang tình tự vậy. Ngọc Tiêu Kỳ hỏi thăm gia cảnh của Lã Mai. Hóa ra xuất thân của Lã Mai từ chỗ nhà giàu sang nàng được cả cho trượng phu năm mới vừa tròn 17, bây giờ tướng công của nàng đã theo đoàn quân ra mặt trận được gần 3 năm, không biết bao giờ chàng mới trở về. Lã Mai nói đến chuyện buồn bất giác bật khóc, nàng làm cho Ngọc Tiêu Kỳ ngồi bên hết sức bối rối. Cô cậu ngẩng người ra một lúc rồi mới quàng tay ôm lấy vai nàng kéo nàng về phía mình. Lã Mai không chút chống cự, ngã đầu vào ngực cậu nhỏ. Nàng cảm thấy một sự an ủi rất nhiều so với ngày thường, Ngọc Tiêu Kỳ vốn dĩ chẳng phải là tượng gỗ cậu thấy người ngọc tự người vào mình thì không khỏi lòng hư dạ phượng nổi lên. Đã vậy mùi hương trên cơ thể mỹ nhân lại khiến cậu càng thêm nắng cực. Tất nhiên, bàn tay cậu nhỏ không thể tránh khỏi việc sờ nắng vuốt ve nữ nhân trong phút giây này. Lã mai ngày thường cũng không đến mức dễ dãi như vậy. Có điều hôm nay nàng đã uống vào không ít rượu nên có phần chến choáng. Hơn nữa, bàn tay cậu nhỏ hết sức điêu luyện vuốt ve người nàng chỉ ở phía ngoài vì lẽ ở đó sự phòng thủ của nàng cũng chưa đến mức báo động để nàng lên tiếng cự tuyệt lã mai dù gì cũng là người nàng cũng muốn được người ta vuốt ve chiều chuộng chứ ngọc tiêu kỳ vuốt đầu tiên ở bên vai nàng rồi bàn tay cậu tiến đến phía sau lưng rồi cứ thế mỗi lúc một chút cứ tùy theo phản ứng của lã mai mà cậu tìm đường tiến đến tội nghiệp cho lã mai cũng chỉ tính là để yên lặng mà hưởng lấy một chút chiều chuộng nào ngờ nàng gặp phải thần thủ như ngọc tiêu kỳ nên người nàng cứ mỗi lúc lại mềm ra âm đạo kia không kìm được đã bắt đầu ri rị nước dâm. Ngọc Tiêu Kỳ bây giờ đã có thể thò tay vào trong áo người Ngọc để trực tiếp bóp vuốt nhũ nàng. Lã mai toàn thân như vô lực. Nàng ngã ngửa người ra nằm trong lòng Ngọc Tiêu Kỳ để cho cậu nhỏ toàn quyền với thân thể mình. Ngọc Tiêu Kỳ vạch hai bên áo người Ngọc trễ xuống để rồi hai cánh môi của cậu áp vào hôn hít say đắm làn da mịn màng kia. Lã mai lần đầu tiên mới biết được mùi vị của ái ân lại tê mê đến thế mặc dù Ngọc Tiêu Kỳ mới chỉ hôn hít cổ và vai nàng cũng như mới chỉ bóp vuốt nhũ nàng mà lã mai đã thấy sướng không thể tưởng tượng được rồi. Nếu mà cậu nhỏ còn để dương vật vào bướm nàng nữa thì không biết sự khoái lạc kia còn đến mức như thế nào nữa. Ngọc Tiêu Kỳ ôm lấy lã mai mà hôn hít say sưa. Cậu hôn môi, hôn cổ, hôn tai, rồi lần lần hôn xuống phía dưới thân người Ngọc. Lã mai lúc này chỉ như một con cừu non nằm đợi con sói mần thịt. Nàng nhắm nghiền mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ Ngọc Tiêu Kỳ mà kéo kỵ vào mình, Ngọc Tiêu Kỳ càng hôn càng thấy thích thú. Là người khiếm thị nên cậu nhỏ phân biệt rất rõ mùi vị của mỗi vị cô nương mà cậu từng chung đụng. Phải nói trong số đó người khiến cậu thích thú nhất là Tiêu Huệ Lan thần trộm, còn người thứ hai ắt hẳn chính là vị tiểu phụ nương tử này. Trong người nàng mùi da thịt lẫn với mùi phấn sáp bay ra rất là kích thích. Ngọc Tiêu Kỳ hôn hít nàng nọ một hồi thì cả người nàng đã rung lẫy bẩy lên rồi. Lã Mai thật sự chưa từng khoái sướng đến vậy nàng dường như mê mụ đầu óc chẳng còn biết đến việc gì nữa. Nếu lúc này đây Ngọc Tiêu Kỳ mà đè nàng ra bếp thì nàng chắc chẳng thể nào từ chối. Nhưng mà về phần cậu nhỏ thì đâu phải là không muốn thế. Chương Phật cậu đã cương lên cứng ngắc từ lâu lắm rồi. Chỉ tại lã mai mặc y phục thật quá mới lạ đối với Ngọc Tiêu Kỳ, nên cậu dù muốn cởi áo quần nàng ra cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Khi trước, lúc lần đầu tiên chung đê chấm với Lý Thiếu Hà ở trong căn nhà nhỏ, cô ta đã tự cởi bỏ y phục ra bếp cùng cậu, còn sau đó nhờ vào sự hỗ trợ của nàng ta mà ngọc tiêu kỳ lột được quần áo nàng đó thật ra cũng chỉ là y phục của bọn tỳ nữ về sau lúc cậu chung đụng với hạ mộng cầm tiểu thơ thì lại được nàng nọ chỉ cho cách lột truồng thân thể của nàng đây lại là kiểu y phục của các nàng con gái tiểu thơ nhà giàu còn bây giờ lã mai là một người đã có chồng mà nàng lại thuộc tầng lớp quan lại y phụ của nàng hẳn nhiên nhiều tầng nhiều lớp và phức tạp hơn hẳn các nữ nhân lúc trước ngọc tiêu kỳ từng gặp rồi vì lẽ đó mà Ngọc Tiêu Kỳ cố loay hoay mãi mà không sao cởi bỏ được phần y phục bên trên cơ thể tiểu phụ để được trực tiếp bú, múc nhũ nàng. Phần lã mai thì đã nứng lên lắm rồi. Nàng đợi mãi mà chỉ thấy cậu nhỏ loay hoay phần vò bên ngoài y phục mình thì nóng lòng lên quá đổi. Lại nữa, việc cậu nhỏ loay hoay định cởi bỏ y phục trên thân thể nàng lã mai làm gì không biết. Có điều nàng quên mất Ngọc Tiêu Kỳ là một kẻ mù. Vì vậy, làm sao cậu ta biết được đầu mối nút cỡ để lột trùn nàng đây? Do vậy lã mai sốt ruột quá liền mở mắt ra mà nhìn. Hóa ra nàng thấy mặt mày Ngọc Tiêu Kỳ đang bối rối vì không cách nào cởi bỏ được quần áo trên người nàng. Lã mai không nhìn thì thôi, đến khi nhìn thấy mặt mày cậu nhỏ như vậy thì không nín được vì cười. Nàng vừa ngồi dậy vừa trách nhỏ. Đúng là oan gia. Không biết gì hết mà cũng đòi làm bậy. Thật phải để người ta bận tâm mới được hay sao? Nàng nói như thế nhưng lại cảm thấy thích thú lạ. Việc chung đụng với người mù ngó vậy cũng có điểm hay. Lã Mai có thể yên tâm sau này cậu nhỏ chẳng thể nhận biết được nàng để mà đến làm phiền. Nàng có thể chung đê chấm cùng y mà lại an toàn và chẳng vướng bận gì cả sau này. Lã Mai lúc này đã tỉnh trí. Nàng ngó chừng xung quanh thì thấy rạc một một đen. Rõ là lúc này trời đã về đêm rồi. Không những vậy cảnh vật thật yên tĩnh. Lã Mai thấy thời cơ thật tuyệt diệu. Nàng không ngại ngần gì nữa liền rút bỏ ý phục ra ngay. Lúc này, chứ ánh sao đêm mờ nhạt thân thể trắng toát của lã mai lộ ra vừa đẹp vừa có vẻ ma quái làm sao ngọc tiêu kỳ không đợi mỹ nhân nọ thuốc chuột đã nhào lại ôm chặt lấy nàng lã mai tiểu phụ thích thú trước sự phộ phập và tham lam của cậu nhỏ nàng tự cảm thấy hài lòng trước vẻ đẹp hiếm có của nàng hai người trần truồng ôm chặt lấy nhau ngọc tiêu kỳ hôn say sưa đôi gò ngực đầy đặn của người thiếu phụ còn lã mai cũng không bỏ lỡ cơ hội thăm khám của quý đang dựng cờ của ngọc tiêu kỳ hai người xoắn xít với nhau một hồi thì đã hết chịu nổi nữa tiểu phụ nằm ngửa ra phơi mình dưới ánh sao đêm hai tay nàng nọ thò ra phía sau nắm chặt lấy hai thân cây để đỡ cho thân hình khỏi ngã còn ngọc tiêu kỳ đứng ở dưới đất cậu vắt hai chân nàng nọ lên vai trong khi đó chương vật cậu đẩy nhanh vào âm đạo nàng lã mai rên lên vì sướng hai cánh môi nàng hít hà liên hồi ngọc tiêu kỳ thì nắng cực lên thấy rõ cậu cảm nhận âm đạo nọ đang bóp chặt chương vật vào bướm sướng thật Ngọc Tiêu Kỳ rên lên một tiếng vì sướng sau khi vịt được chương vật vào bướm nặng nọ. Toàn thân cậu trở nên cứng ngắc với phần hạ thể bên dưới chuyển động không ngừng để hòa nhịp vào điệu lắc chương vật vào bướm. Hai tay Ngọc Tiêu Kỳ bờ lấy eo thon của lã mai mà đẩy người nàng áp sát vào phía mình. Chương vật của cậu như một cái máy khoan đâm ngập âm đạo nàng lúc cán. Bập, 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 tiếng hai bộ phận hạ thể va vào nhau liên tu bất tận. Cùng với nó là tiếng thở hỗn hển và rên rỉ không ngừng của tiểu phụ nhân hai người biết nhau mỗi lúc một nhanh cho đến khi dương vật của cậu nhỏ nhã đầy khí và bướm nàng mới chịu đình chỉ. Lã Mai nằm vật ra trên đống y phục lỗn ngổn. Nàng sướng như chưa bao giờ được sướng như vậy bao giờ. Ngọc Tiêu Kỳ cũng mệt mỏi ngã người nằm xuống cạnh nàng. Lã Mai quay sang ôm lấy cậu nhỏ. Hai thân người họ áp vào nhau với sự tình tứ ngọt ngào. Lã Mai thỏ thẻ. Chàng thật chuẩn mạnh quá. Thiếp đến chết vì chàng mấy bận liền giọng nói của nàng vừa trách mà cũng như yêu làm cho Ngọc Tiêu kỳ thích thú vô cùng. Cô cậu lần đầu tiên được người ta xưng là chàng, gọi là thiếp thì cảm nhận như mình lớn hẳn lên so với khi trước. Cậu không kìm được ôm chặt nàng nọ vào lòng rồi hôn hít say sương môi nàng, nuốt nước, nước bọt nàng. Lã mai nằm yên mà tận hưởng hương vị của hạnh phúc. Nàng thật sự đã say vào mê cung tình ái ngay trong giây phút này rồi. Hai người nằm bên nhau tỉ tê trò chuyện và sờ soạn lẫn nhau. Chương Phật của cậu nhỏ lại trở nên cứng hẳn trong tay Lã Mai. Lã Mai thấy vậy thì thích vô cùng. Nàng đã lâu không cần chồng nên chuyện vịt nhau vừa rồi cùng Ngọc Tiêu Kỳ mới chỉ làm cho nàng sướng chứ chưa được thỏa mãn cho lắm. Bây giờ nàng lại thấy chương Phật kia cứng hẳn lên thì còn gì sướng bằng nữa. Thân hình lã mai quấn chặt lấy người cậu nhỏ rồi áp chương vật vào bu ống nàng. Trong tư thế nghiêng người này, một bên chân lã mai cát hẳn lên hông ngọc tiêu kỳ. Âm đạo nàng mở ra để chương vật nội chưa tọt vào bướm. Ngọc Tiêu Kỳ cút thọc ra thọc vào dương vật của cậu trong bướm lã mai. Với tư thế này cậu có thể vừa phịch lại vừa hôn hít được hai bên nhũ nàng. Lã mai hãy hãy mong nàng hòa nhịp cùng dương vật nọ. Nàng vừa làm vừa rên rỉ một cách châm dục. Hai người chơi nhau một hồi thì Ngọc Tiêu Kỳ nhổm hẳn người dậy ôm lấy hai bên hông lã mai. Nàng ta quỳ hẳn lại để chổng mông ra cho Ngọc Tiêu Kỳ nẹn nàng từ phía sau lưng theo kiểu doggy. Đầu tóc lã mai tung tóe rủ rượi cả ra, vú nàng nhảy tưng tưng theo từng nhịp lắc của Ngọc Tiêu Kỳ. Cô cậu sướng quá, vừa phịch vừa tranh thủ bóp mạnh tay vào đôi mông mềm, mập của người tiểu phụ. Lã mai sướng quá sên lên rự rự. Âm đạo nàng giờ đã trương lên và sưng đỏ. Hai bên mép lờ, nước châm chảy dài ra xuống cả dưới đùi. Cặp mông trắng nõn của nàng liên tục hãy về đằng sau để phụ hòa với dương vật của Ngọc Tiêu Kỳ đang đâm tới. Hai người biết nhau trận này thật là vô cùng khoái sướng chương phật ra vào liên hồi và lâu thật là lâu lã mai đã ra nước không biết bao nhiêu lần rồi tay nàng chân nàng dư rũ rượi không thể chống đỡ thân hình nàng nữa ngọc tiêu kỳ bất thần rút chương phật ra khỏi bướm người nữ phụ chương vật cương lên to đùng và đẫm đầy dịch chất của hai người lúc này đầu khấu chương vật đỏ ao và sưng bầm cả ra thân hình lã mai không được cậu nhỏ giữ nữa nằm lăn ra trên đám y phục ở dưới đất âm đạo nàng coi chật từng hồi với nước dâm cứ thế tuôn ra lã mai mở mắt nhìn ra thấy dương vật to kia đang run run trong tay ngọc tiêu kỳ rồi đột ngột ngọc tiêu kỳ sụt mạnh dương vật của cậu vài cái cả người cậu gồng lên cứng ngắc và rồi giây phút sướng khoái bùng nổ ngọc tiêu kỳ rú lên một tiếng nước dịch từ đầu khấu dương vật cứ thế phun ra thành một vò dài với từng đợt từng đợt ngay trước mắt lã mai lã mai chứng kiến cảnh đó lại càng thêm sướng âm đạo nàng bên dưới lại rùng rùng ào ạt phun thêm ra một dòng nước dâm khiến người nàng thốt nhiên hai người sau phút chung đụng đều thật tình thỏa mãn lã mai thân hình lõa lộ vội vàng đi con góp y phục rồi mặc vào người nàng quay sang ngọc tiêu kỳ thì thấy cậu nhỏ vẫn còn đang lúng túng tìm y phục Dương vật cậu đun đưa dưới đám lông đen kịt giữa hai đùi lã mai cười nhỏ chạy lại giúp cậu bé nàng vừa mặc y phục vào cho ngọc tiêu kỳ vừa thỏa sức ngắm nghía dương vật của cậu trong lòng Lã Mai cảm thấy phơi phới như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Nàng không ngờ cảm giác buồn chán bấy lâu lại có thể được những cơn hoang lạc tưng bừng vừa qua gội rửa đi hết sạch. Một điều nữa là chuyện biết nhau này chỉ có mình nàng biết, còn Ngọc Tiêu Kỳ thì đã bị mù rồi làm sao biết mặt nàng mà tìm. Như vậy nàng có thể yên tâm không cần gặp mặt y sau này. Lã Mai chia tay Ngọc Tiêu Kỳ xong liền quàng quả chạy vội về chỗ dự tiền. Lúc này bọn các phu nhân ai nấy đều say ngủ mê mệt cả bọn rõ ràng vừa rồi đã uống quá nhiều rượu rồi lã mai lúc này thì tỉnh như sáo nàng trải qua một lúc hai trận phong lưu thì men rượu làm sao mà còn được nhưng quả thật nện nhau như vậy cũng có phần mệt mỏi nay nàng thấy mọi người nằm ngủ la liệt đầy cả ra phòng thì cũng bắt chước nằm xuống ngủ sáng ngày hôm sau lã mai cùng bọn mệnh phu từ biệt gia chủ mà về tất nhiên hoa thiên thiên làm sao ngờ được một nàng mệnh phụ trong đám bạn mình đêm rồi đã phịch nhau cùng ngọc tiêu kỳ Lã Mai về đến nhà liền quát gọi tỳ nữ chuẩn bị nước cho nàng tắm. Nàng vốn chỉ định rửa sạch những tội lỗi gì mà đêm qua nàng đã phạm phải. Dù chị đi nữa, trong lòng nàng cũng thấy có lỗi vì đã không giữ được tiết sạch giá trong, mà đi chung đụng với kẻ khác. Đó cũng là tâm lý hiển nhiên của kẻ ngoại tình ngày đầu tiên. Nhưng mấy hôm sau, âm đạo Lã Mai lại trực trực lên đòi quyền sống. Khổ thân cho nàng nọ chỉ còn biết cho tay vào bướm mà tự thủ chăm một mình. Tác hại thay, âm đạo nọ càng được thủ dâm thì càng ngứa. Nó khó chịu không tả và đòi được quyền có một dương vọ vào bướm. Lã mai bị hành hạ suốt hai đêm liền không sao chợp mắt được. Hình ảnh dương vợ của Ngọc Tiêu Kỳ cứ chẳng thể nào quên. Cái tự trọng, cái danh giá mà nàng thường mang ra để đè nén dục tình bây giờ chẳng hề có tác dụng nữa. Lã mai tiểu phụ bây giờ lã người ra vì mệt mỏi và thèm muốn. Sốt cuộc, nàng không thể chịu nổi cân đứng nữa mà lò dò tìm đến nhà hoa thiên thiên. Hoa Thiên Thiên kinh ngạc vì có Lã Mai đến thăm. Nàng thấy cô ả hình dung xuống sắc cứ như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Hai người nói chuyện cùng nhau, Lã Mai trong lòng mong gặp mặt Ngọc Tiêu Kỳ nhưng lại chẳng dám lên tiếng đòi hỏi. Hoa Thiên Thiên thì thấy Lã Mai nói chuyện mà tâm trí cứ ở đâu đâu. Nàng cho rằng Lã Mai bị bệnh nên mới có tình trạng như vậy. Lã Mai thì đang bối rối chưa biết cách gì gặp được Ngọc Tiêu Kỳ. Cô nàng không ngờ Hoa Thiên Thiên hiểu lầm là nàng có bệnh nên nàng mừng quá liền lấy cớ luôn xin được ở nhà Hoa Thiên Thiên mấy hôm. Hoa Thiên Thiên thấy lã mai tuổi nhỏ xinh đẹp lại rất hợp tính nàng. Nàng vốn chỉ sợ rằng mời cô ta ở lại cũng chưa chắc đã được, không ngờ lã mai lại có ý định này thì còn gì bằng. Hoa Thiên Thiên vội gọi tỳ nữ sắp xếp cho lã mai một căn phòng rộng ở cửa phía nam gần chỗ nàng ở. Lã mai thấy Hoa Thiên Thiên cho nàng ở lại thì đã có ý mừng thế nhưng nàng ta sắp xếp cho nàng ở xa chỗ ngọc tiêu kỳ quá như vậy thì còn gì vui nàng định lên tiếng xin đổi chỗ ở nhưng lại sợ hoa thiên thiên để bụng nghi ngờ lã mai ở nhà hoa thiên thiên được bốn hôm liền ban đầu nàng định gấp tâm lợi dụng cơ hội để tiếp cận ngọc tiêu kỳ thế nhưng vì hoa thiên thiên ngày thường cứ bám riết lấy nàng mà nói chuyện làm cho nàng ta không thể nào rảnh rỗi được nữa hoa thiên thiên thì lại thích thú ra mặt nàng ta có người đến ở chung trò chuyện giải khuây thì còn sướng nào bằng lã mai sốt ruột lắm mà chẳng biết làm sao may cho nàng ngay lúc nàng đang bí lối thì hoa thiên thiên được mấy vị mệnh phụ phu nhân rủ đi ngoạn cảnh hoa thiên thiên không thể đừng được đành phải lên đường lã mai thì viện có sức khỏe chưa tốt nên tình nguyện ở lại trong nhà thế rồi ngay đêm hôm đó lợi dụng khi đám tỳ nữ ngủ say lã mai mình mặc một bộ y phục mỏng bí mật tiến về phía tây nàng rảo qua các phòng trống đến căn cuối cùng thì nhìn thấy có người đang ngủ trong màng Lã Mai hồi hộp cố gắng nhìn kỹ xem kẻ nọ là ai nhưng đành bất lực. Tuy nhiên, nàng chắc mỏng người nọ chính thì là Ngọc Tiêu Kỳ rồi vì chỉ có mình cậu là ở trong mấy căn nhà nơi chính Tây thôi. Lã Mai nghĩ vậy liền lách cửa mà vào. Nàng thắp một cây đèn cầy nhỏ rồi đưa vào gần chỗ giường ngủ. Dưới ánh nến leo lét, thân hình Ngọc Tiêu Kỳ hiện ra trong rõ một một. Cậu ta đang ngắm mắt mà ngủ say sưa. Lã Mai thổi tắt đến rồi cứ thế mà chui vào giường nàng ta đã từng chung đụng ái ân với cậu nhỏ nên chẳng còn chút xấu hổ nào nữa. Lúc này trong lòng nàng như mở cờ trận. Tim nàng đập trồn dập với sự sung sướng khó nói lên lời. Âm đạo nàng đã nhảy chật lên rồi thì bảo sao nàng không gấp rút cho được. Ngọc Tiêu Kỳ đang say chất điệp thì bỗng nhiên bị một thân hình mềm mại ôm cứng lấy làm cậu giật mình tỉnh giấc. Ngọc Tiêu Kỳ chưa kịp hiểu ra thì đôi môi mỹ nhân đã áp lấy miệng cậu mà hôn, mà mút say xưa. Ngọc Tiêu Kỳ có thể cảm thấy thân hình nàng nọ chính xác vào cậu với hai cò bồng đảo mềm mại tựa vào ngực mình. Ngọc Tiêu Kỳ không hiểu ra sao cả nhưng cũng vươn tay ôm lấy người nàng nọ mà hôn trả lại nàng. Hai người hôn nhau hồi lâu thì lã mai mới thở ra một hơi dài nói. Chàng có nhớ thiếp không? Ngọc Tiêu Kỳ lúc này đã nhận ra người Ngọc là ai? Cậu không ngờ lã mai lại dám đến tận phòng cậu như vậy. Lã mai thấy Ngọc Tiêu Kỳ không trả lời thì giận dội nói. Chàng, chàng coi thường thiếp có phải chàng đã có người khác rồi không rồi nàng co tay đập đập vào ngực ngọc tiêu kỳ cái đập đó thật ra chỉ là cái đập yêu đập để mà đập thế thôi chứ đâu phải là nàng đánh thật ngọc tiêu kỳ thấy nàng nọ như vậy thì không khỏi thích thú vội đưa tay giữ lấy hai cổ tay nàng rồi hôn hít lên cái nắm đấm nhỏ xinh kia lã mai tâm thần bay bổng nàng hỗn hễ hỏi chàng chàng nói xem chàng có yêu thiếp không ngọc tiêu kỳ buông tay mỹ nhân ra ôm chặt lấy nàng vào người rồi thì thào vào tai nàng những lời nhớ nhung chờ đợi. Hai người như một cặp phu thê đang tuần trăng mật tình tứ không biết bao lời yêu thương. Ngọc Tiêu Kỳ cởi vội quần áo ra trong khi lã mai cũng không bỏ lỡ thời gian lột bỏ ý phục của nàng. Hai người như hai con sam dính chặt vào nhau với những nụ hôn và sự ve phút hết sức mạnh bạo. Lã Mai đã bao ngày chờ đợi giây phút này nên cơn sóng tình của nàng nhanh chóng nổi lên cao vọt nàng chưa cần ngọc tiêu kỳ chăm nom thân thể nhiều mà âm đạo phía dưới đã xả ra đầy chất dịch lã mai nướng lắm nên ra sức sụt nhanh dương vật nọ cho nó mau chóng cứng lên thật nhanh để mà chơi nàng quả nhiên chỉ trong thoáng chốc được chăm sóc dương vật của ngọc tiêu kỳ đã vùng lên sừng sững rồi lạ lã mai chỉ chờ có vậy liền lập tức để ngay dương vật vào bướm mà nút lấy nhanh trong phút chốc cơn mê khoái lạc tức thì bùng nổ trong tận sâu thẳm con người nàng lã mai chịu không được rúa lên ôi sướng sướng chết âm đạo ta rồi. Miệng nàng rên mà thân nàng chuyển động. dương Phật và âm đạo như hút lấy nhau trong một sự ma sát kinh người. Ngọc Tiêu Kỳ không tưởng được nữ nhân này lại dâm dục đến vậy. Hai người mới nện nhau có hai lần mà nàng ta đã nứng đến vậy rồi. Cậu thật không hiểu lúc trước làm sao khi không có một dương vật trong bướm. Thật là khó hiểu. Ngọc Tiêu Kỳ nghĩ đúng. Với một người đầy nỗi đam mê dục tình như lã mai mà có thể để âm đạo kia mòn mỏi chờ chồng thì cũng thật là quá đáng phục. Nhưng Ngọc Tiêu Kỳ lại có phần không hiểu là nàng tiểu phụ kia đâu phải là kẻ chính chuyên chờ chồng làm gì. Nàng ta thật ra là chưa có được cơ hội tốt mà thôi. Giờ này đây tìm được người hợp với yêu cầu như Ngọc Tiêu Kỳ thì nàng ta mới thật sự để lộ bản chất ra. Cái đam mê tính dục bị dồn nén mấy lâu trong vòng lễ giáo chờ mới được phô diễn đầy đủ ở trên giường này. Ngọc Tiêu Kỳ bây giờ chẳng cần phải cố gắng bỏ sức ra bếp mà tự thân nàng nọ đã lạnh lấy tránh nhiệm đó rồi nàng ta đang ra sức hì hục ngồi trên người cậu nhỏ và dập âm đạo mình xuống thân dương vật liên hồi. Khoái sướng bùng lên cùng với tiếng rên không ngừng chân cao của cả hai người. Nước châm từ bướm chảy ra thấm đẫm toàn thân dương vật và ướt cả hạ thể ngọc tiêu kỳ. Lần biết này đúng là cuồng phong bão tắp ập đến chứ không phải trò đùa. Ngọc Tiêu Kỳ dù có cố gắng giữ lại cơn cuồng loạn của lã mai để đỡ phải sụp ra khí sấm nhưng hầu như bất lực. Dương Phật cậu bị âm đạo nuốt chửng và cả sát liên hồi làm cho cái sướng cứ tăng dần không tài nào kiểm soát nổi. Đã vậy nước dâm và sự co bóp của âm đạo cũng quá dữ dội nên cơn bùng nổ cũng đến rất nhanh. Ngọc Tiêu kỳ chịu hết nỗi rú lên một tiếng khoái sướng để rồi trong phút chốc, nước dịch từ dương vật cầu bắn ra xối xả vào thẳng tận cùng trong bướm lã mai. Toàn bộ âm đạo cũng đã xuất dịch và co bóp thật mạnh hút lấy không biết bao nhiêu đợt tinh trùng do dương vật nọ phóng ra. Nhưng cuối cùng vì tinh dịch quá nhiều nên từ hai mét bướm nước dịch lại trào ngược trở ra làm cho hạ thể nàng nọ dính tùm lum tùm la. Ngọc Tiêu Kỳ mệt mỏi buông thả cơ thể sau cơn động dục. Thân hình lã mai thì nằm ướp lên ngực Ngọc Tiêu Kỳ. Hai mắt nàng khép hờ trong cơn mê đắm, trong lúc nhũ nàng áp lấy phần da trước ngực Ngọc Tiêu cơn khoái lạc đến nhanh và đem lại sướng khoái mê tơi cho cả hai người. Lúc này dương vật của cậu nhỏ đã thu mình lại và phục khỏi bướm lã mai rồi ngọc tiêu kỳ sau một lúc xả hơi liền ôm lấy thân hình mềm mại của lã mai mà thì thào hỏi cậu muốn biết tại sao nàng lại đến được nơi này chẳng lẽ nàng không sợ hoa thiên thiên biết ư ừ. lã mai nghe hỏi liền cười ngất nàng nói đã giả vờ bị bệnh mà đến ở nhà hoa thiên thiên cả tuần nay rồi hôm nay hoa thiên thiên đi vắng nên nàng mới dám đến đây ngọc tiêu kỳ bấy giờ mới hiểu nàng nọ vì cậu mà đến đây trong lòng ngọc tiêu kỳ tự nhiên thấy vô cùng cảm động Cậu biết, nếu lã mai không yêu mình thì khó lòng mà làm một việc như vậy. Nàng nọ quả là đã có cảm tình sâu đậm đối với cậu rồi. Ngọc Tiêu Kỳ và Lã Mai đêm đó thật là quá sức hạnh phúc. Họ biết nhau đến mức hai người mệt rã rời mới chịu rời nhau. Trong chỉ một đêm, âm đạo của người tiểu phụ đã bị cậu nhỏ biết cho đến mức lỏng hết cả ra. Có lẽ phải ba năm thì bướm nàng nọ mới có thể khít rịch lại như lúc bình thường. Lã Mai sướng quá ngủ luôn lại đêm đó cùng Ngọc Tiêu Kỳ. Nguyên ngày hôm sau, nàng ta không rời khỏi cửa nên khiến cho bọn nô tỳ cuốn cùng lên mà tìm. Họ có ngờ đâu cô nàng nọ đang nằm trong phòng ngọc tiêu kỳ và được cậu nhỏ chăm sóc hết sức chu đáo với những màn cực lạc chẳng biết đường nào mà lần. Đến chiều tối, lã mai quá đói, đành phải tạm biệt cậu nhỏ mà về phòng. Nàng ta xuất hiện thình lình khiến cho cả bọn tôi tớ đều hết sức bất ngờ. Tất nhiên, lã mai đâu dám nói thật là mình đã ở trong phòng cậu nhỏ. Nàng chỉ hàm hồ nói quàng nói xiên để cho qua câu chuyện kia. Hoa Thiên Thiên đi ngoạn cảnh đến hơn 3 ngày mà vẫn chưa về. Lã Mai nhân cơ hội chủ nhân đi vắng mà chiêm chuột với Ngọc Tiêu Kỳ không biết là bao nhiêu lần. Hai người vịt nhau càng lúc càng nhiều và chuyện đó hẳn nhiên khó lòng che giấu mãi trước con mắt của bọn tỳ nữ. Tuy nhiên, do Lã Mai thân phận cao quý nên bọn người kia cũng không dám làm gì nàng. Có điều, bọn họ đã bắt đầu hồ nghi chuyện Lã Mai thường đến chỗ ở của Ngọc Tiêu Kỳ. Họ đặt câu hỏi là nàng ta đến đó làm gì? tất nhiên cũng chưa ai dám đến đó mà xem xét hoa thiên thiên đột ngột trở về vào ngày thứ tư lúc này lã mai lại đang phịch nhau cùng ngọc tiêu kỳ ở chỗ nhà cậu hai người bị bất ngờ không ai kịp trở tay ngay lúc hoa thiên thiên tiến thẳng vào giường nàng ta hoàn toàn sững sờ chứng kiến cảnh hai thân hình lõa thể đang dính chặt vào nhau trong một tư thế chẳng cần phải diễn tả cũng hiểu là đang làm gì nàng thấy rõ chương vật của cậu nhỏ đang bị âm đạo của người bạn lã mai nuốt trọn vào trong Dâm thủy và nước dịch cho dương vật chảy ra sủi bọt trắng xóa ở ngay nơi tiếp giáp giữa hai bộ phận sinh dục. Hỡi ơi, người bạn mà nàng rất yêu và xem như em gái lại là một chuyện dâm dục đến vậy ở ngay nhà nàng. Nàng thật không còn biết phải làm sao nữa bây giờ. Lã Mai kinh hoàng nhìn thấy Hoa Thiên Thiên bước vào phòng. Nàng đẩy vội cậu nhỏ ra rồi ngồi bật dậy. Ngọc Tiêu Kỳ đang hì hục chơi âm đạo nàng nọ thì bị đẩy ngã bất ngờ khiến lưng cậu đập vào thành giường đau điếng chương vật cứng ngắc chính đầy dịch chất chỉ thẳng ra trước mắt Hoa Thiên Thiên trong khi cậu nhỏ ngã ngửa ra giường. Hoa Thiên Thiên dù có tức giận hay gì gì đi nữa thì cũng không thể không nhìn thấy chương vật nọ. Nàng giật nảy mình vì chương vật kia to lớn khác thường. Hoa Thiên Thiên không tưởng được trên đời lại có chương vật to bự đến vậy. Thật tình mà nói, từ khi lấy chồng đến giờ Hoa Thiên Thiên cũng chỉ biết có chồng nàng thôi. Vì vậy, nàng làm sao ngờ được trên đời lại có dương vật to bự hơn dương vật của chồng nàng rất nhiều trong tâm trí của hoa thiên thiên hình ảnh dương vật của đàn ông dường như không tồn tại ngay cả ngày xưa khi hai vợ chồng nàng phịch nhau thì hoa thiên thiên cũng chỉ loáng thoáng nhìn thấy dương vật của chồng mà thôi vì lẽ đó mà lúc này nàng nhìn thấy dương vật của ngọc tiêu kỳ sừng sững ra đó thì không khỏi giật mình kinh ngạc lã mai vội vàng ôm lấy y phục che tạm vào người rồi ấp úng nói khẽ thiên tỷ tỷ đã về hoa thiên thiên mặc hoa đỏ bừng Nàng mới rồi tức giận là vậy mà khi chứng kiến dương vật to đùng của Ngọc Tiêu Kỳ thì không khỏi lúng túng. Cơn nóng giận đang lên cao đã vội xẹp xuống thình lình. Hoa thiên thiên chẳng thể đứng ngay ở phòng nhìn ngó hai kẻ lõa lồ kia. Bản thân nàng cũng cảm thấy bất tiện vô cùng nên vội vàng bước ra khỏi phòng. Lã mai chỉ chờ có vậy vội vàng buông y phục ra, sắp lại rồi mặc vào người. Ngọc Tiêu Kỳ cũng vội vàng mặc lại y phục. Hai người không ai bảo ai đều lấy làm lo sợ không yên. Lã Mai thì không còn mặt mũi nào mà ra ngoài kia gặp Hoa Thiên Thiên. Nàng sẽ nói gì đây khi bản thân nàng đã làm nên một chuyện tồi tệ như vừa rồi? Ngọc Tiêu Kỳ thì tuy xấu hổ, ngượng ngùng thật, nhưng cậu lại chẳng mấy lo âu vì chuyện làm tình kia cậu đã làm rất nhiều lần với các nữ nhân rồi. Bây giờ có bị ai đó bắt gặp thì bất quá cũng thế mà thôi. Ngọc Tiêu Kỳ chỉ ngại Hoa Thiên Thiên tức giận quá đổi mà đuổi cổ cậu ra khỏi nhà nàng. Nếu mà chuyện này xảy ra thì cậu biết đi đằng nào? Dù sao đi nữa hai mắt cậu cũng không nhìn thấy gì cả. Cậu có thể làm chi để sống bây giờ? Nhưng trái ngược với lo lắng của cả hai người. Khi Ngọc Tiêu Kỳ và Lã Mai ra đến ngoài cửa thì đã không còn Hoa Thiên Thiên đứng ở đó rồi. Hình như nàng nọ cũng chẳng muốn giáp mặt hai người vào lúc này. Lã Mai quay sang nói vài lời cùng cậu nhỏ rồi dục cậu quay vào nhà. Bản thân nàng thì vội vàng chạy trở về nơi ở của nàng. Quả nhiên, trong căn PH của Lã Mai, Hoa Thiên Thiên đã có mặt ở đó rồi. Lã Mai không đợi Hoa Thiên Thiên hỏi tới liền tự mình nói toẹt ra mọi chuyện. Tất nhiên, chuyện hai người lúc gặp cỡ nhau và biết nhau như thế nào nàng cũng tình thật mà kể ra như vậy. Hoa Thiên Thiên không ngờ mọi chuyện lại xảy ra tại đình mà nàng không biết tí gì. Nàng thật tình không hiểu vì sao Lã Mai lại bất chấp tất cả mà trao thân cho cậu nhỏ Ngọc Tiêu kỳ kia. Lã Mai thở dài rồi cúi đầu nói. Tỷ tỷ ngạc nhiên lắm ư? Hoa Thiên Thiên gật đầu nói nhỏ. Ta không ngờ muội lại có thể dại dột làm vậy làm sao muội lại bỏ bê tất cả mà làm liều đến thế bao giờ muội có nghĩ đến tướng công của muội không lã mai đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên bật khóc rồi nói tỷ làm sao biết được tướng công của muội đã bỏ muội mà cá nghĩa cùng kẻ khác rồi hai người bọn họ chẳng bao giờ có thể về lại nơi này muội biết làm sao đây hoa thiên thiên kinh ngạc sững sờ nàng thật không dám tin điều lã mai vừa nói lại là sự thật có ai ngờ được một vị tiểu phụ xinh đẹp và vui vẻ như vậy lại giấu ở trong người một nỗi buồn đau lớn đến thế. Lã Mai gạt nước mắt nói, ngày thường muội cố vui cười để giấu chiếm mọi người, nhưng nỗi buồn này càng giấu lại càng dày. Làm sao mà muội chịu cho nổi? Hơn nữa, tỷ có biết không, con người ta ai ai cũng là da là thịt, cái thèm muốn được vịt cho sướng bướm có phải dễ dàng bỏ qua sao? Mùi đã dồn nén chục tình nhiều quá rồi, đã đến lúc muội phải sống để hưởng thụ dương vật mới được. Hoa thiên thiên không tưởng nàng nọ lại nói như vậy. Nàng không ngờ cái nỗi niềm riêng chỉ có mình nàng cố tình chôn chặt lại cũng hiển thị trên người lã mai. Có khác chăng là lã mai dám làm để đạt được ước nguyện, còn nàng thì chỉ dám bấu biếu vào cái đạo đức và cái sĩ diện hảo, để mà che giấu đi cái thèm muốn rất thật của mình. Lã mai thấy hoa thiên thiên ngồi im thì khẽ hỏi. Thiên tỷ, tỷ không giận tiểu mùi chứ. Chuyện của Ngọc Tiêu Kỳ và muội vừa rồi tỷ hãy xí xóa đi nhé. Hoa thiên thiên thấy nàng ta nói vậy thì chỉ còn nước cười cượng gạo rồi thở dài nói. Thôi vậy, chuyện này tỷ cũng chẳng muốn làm to chuyện. Nhưng mùi ngày mai hãy trở về nhà đi. Tỷ không dám để mùi ở đây thêm một ngày nào nữa. Lã mai biết việc nàng làm vừa rồi là vết nhơ rất lớn cho thanh danh mình. Nay nàng thấy hoa thiên thiên chỉ đuổi nàng đi mà không truy cứu chuyện kia cũng đã là điều đáng mừng rồi. Làm sao nàng lại dám kháng lại ý kiến của hoa thiên thiên nữa. Thế là sáng hôm sau, lã mai rời khỏi nhà hoa thiên thiên nàng ra đi mà không thể nói được một lời với cậu nhỏ ngọc tiêu kỳ chuyện này quả là một nỗi đau rất khó chịu đối với người tiểu phụ xinh đẹp nọ còn về phần hoa thiên thiên nàng không ngờ câu chuyện của lã mai lại có thể tác động đến nàng lớn như vậy hoa thiên thiên càng nghĩ càng thấy thương cho phận mình và cảm cho cảnh ngộ của lã mai một chuyện nữa khiến nàng rất lấy làm khó ngủ là cái hình tượng dương vật của ngọc tiêu kỳ cứ ẩn hiện trong tâm trí nàng Hoa thiên thiên không sao chứt ra được trong đầu hình ảnh dương vật thật bự của cậu nhỏ đang dựng đứng lên khiêu khích trước mặt nàng. Âm đạo của nàng cứ bức rất cực kỳ khó chịu mỗi khi nghĩ đến dương vật nọ. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong năm ngày liền. Tự nhiên đến sáng này. ngày thứ sáu, hoa bà bà đột ngột xuất hiện. Hoa thiên thiên ra cửa đón mẹ vào mà trong lòng cảm thấy bất an. Nàng biết mẹ mình tính tình cổ quái và rất rành rẽ chuyện nam nữ. Nếu nàng không biết cách che giấu cẩn thận thì thế nào cũng bị bà nhận ra chuyện nàng đang thèm dương vật của Ngọc Tiêu Kỳ. Thế nhưng Hoa Thiên Thiên đã thực sự lầm. Ngay khi Hoa bà bà nhìn thấy mặt con gái bà ta đã phát hiện ra có chuyện rồi. Là một nữ nhân từng trải, Hoa bà bà chẳng cần suy nghĩ lâu cũng nhận ra con gái bà dạo này thể trạng bất an, ăn ngủ không đều. Hoa bà bà làm bộ hỏi chuyện. Rồi trong khi nói cùng con gái, Hoa bà bà đột ngột nhắc đến Ngọc Tiêu Kỳ. Chẳng ngờ, hoa thiên thiên có tật chật mình. Nàng dù đã cố gắng lắm nhưng giọng nói cũng mất hẳn đi vẻ tự nhiên và hai má bất chợt hồng lên. Hoa bà bà vốn chỉ có ý khi gửi Ngọc Tiêu Kỳ đến đây. Thế nên hoa bà bà phát giác ra ngay tình cảnh là người từng trải, hoa bà bà cũng chẳng vội vàng lên tiếng hỏi thăm bí ẩn của con gái. Đối với hoa thiên thiên, cần phải để nó tâm phục, khẩu phục thì nó mới chịu nghe theo lời bà. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hoa bà bà, sau khi nghe xong chuyện của Ngọc Tiêu Kỳ và Lã Mai từ miệng của cậu nhỏ, hoa bà bà đã nhận ra cái bất ổn kia của con gái là gì rồi. Một hôm, trong lúc hoa thiên thiên đang còn say ngủ, hoa bà bà đã gọi người trói chặt tay và chân con gái bà vào giường. Người hỗ trợ đắc lực cho hoa bà bà, không ngờ lại chính là cô ả Lã Mai kia. Bọn tì nữ trong nhà hoa thiên thiên bị hoa bà bà cho nghỉ về nhà cả nên không ai ngờ nổi chuyện này còn lã mai vì muốn chơi nhau cùng Ngọc Tiêu Kỳ nên đã về phen cùng với hoa bà bà. Hai người sau khi trói chặt tay chân hoa thiên thiên bấy giờ mới trở tay dùng kéo cắt nát y phục nàng nọ ra. Hoa thiên thiên vừa kinh hãi vừa lo sợ kêu réo liên hồi. Hoa bà bà cười cười nhìn cô con gái đã lỏa thể ra đó nói. Con cứ, con cứ nằm yên nơi đây, để nại nại giúp đỡ cho con được sung sướng. Hoa thiên thiên không hiểu gì cả ngơ ngác ra mà nhìn, bất đồ, nàng nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ được kéo ra. Trước con mắt kinh ngạc của Hoa Thiên Thiên, Ngọc Tiêu Kỳ xuất hiện với toàn thân trần trụi lõa lộ. Hoa Thiên Thiên càng kinh ngạc hơn khi đi đằng sau Ngọc Tiêu Kỳ là cô nàng lã mai cũng trần trụi lõa thể. Hai người kéo nhau về phía giường ngủ mà Hoa Thiên Thiên đang nằm. Hoa Thiên Thiên ngạc nhiên quá đổi nên tròn mắt há miệng ra mà nhìn. Không ngờ ngay lúc ấy, Lã Mai đi đến nơi liền nhanh tay nhét ngay khăn mùi xoa của nàng vào thẳng miệng Hoa Thiên Thiên. Hoa thiên thiên bị bất ngờ chẳng kịp làm gì, nên chỉ còn cách chảy chùa và úa ở trong miệng một cách tức tối. Phần ngọc tiêu kỳ thì không biết nàng nọ là ai. Cậu chỉ nghe hoa bà bà và lã mai nói có một nữ nhân rất tuyệt đang ở trên giường cần đến sự giúp sức của cậu để khỏi bệnh. Theo hai người thì nữ nhân nọ bị chứng cuồng tâm, chỉ cần cậu phịch thật nhiều vào âm đạo nàng thì mới có cơ cho nàng khỏi bệnh. Ngọc Tiêu Kỳ không hiểu ra sao nhưng có người nhờ mình mà bản thân cậu được biết cũng sướng chương vật mình mà chẳng thiệt thòi gì nên cậu nhận lời ngay. Chính vì mấy lý do đó mà Ngọc Tiêu Kỳ có mặt ở nơi này trong một cơ thể lõa lộ. Hoa thiên thiên ú ớ muốn kêu mà không được, trong khi đó toàn thân nàng bắt đầu bị cậu nhỏ ôm chặt lấy và tấn công vào. Đầu tiên là hai nhũ hoa trắng nõn được bàn tay và miệng cậu nhỏ chăm sóc. Kế đến là những vùng da thịt trên người từ phía trước ngực cho đến tận gót chân cũng bị cậu nhỏ hôn hít liếm láp say mê. Thế rồi, hoa thiên thiên chợt cảm thấy sùng rợn chân tay khi bàn tay ngọc tiêu kỳ tiếp tục khám phá tòa thiên nhiên âm phong động của nàng. Bàn tay cậu nhỏ, vừa vuốt vừa khe khẽ nắng bóp hai bên mép bướm đầy thịt làm cho thân hình hoa thiên thiên rung động từng hồi. Nàng nửa muốn thét lên để ngay cản nửa muốn rú lên vì sướng khoái âm vật hoa thiên thiên cứ mỗi lúc một phình ra với dòng suối tiên từ từ chảy xuống đùi non cho thấy bản thân nàng nọ đã nứng lên quá rồi ngọc tiêu kỳ thấy nàng nọ ban đầu chảy giụa dữ dội nhưng càng về sau lại cứ dịu dần rồi nằm im thinh thích mà rung động thôi thì cũng đủ hiểu nàng nọ đã nứng lên rồi lã mai nhìn thấy cảnh ngọc tiêu kỳ mân mê thân hình trần trụi của hoa thiên thiên mà ngứa bu ốm không chịu được nàng vừa chọc tay vào âm đạo vừa khe khẽ nhắc cậu nhỏ sao không biết cho nhanh âm đạo kia đi Ngọc Tiêu Kỳ thấy nước châm đã trào ra lên láng nơi chỗ kính của nữ nhân nọ thì hiểu rằng lã mai nói đúng. Cậu bây giờ không phịch bướm nàng này thì còn đợi đến bao giờ? Thế rồi, cậu từ từ áp người lên thân hình trần truồng của Hoa Thiên Thiên trong khi tay cậu hướng dẫn dương vật đi vào đúng chỗ cái khe bướm. Hoa Thiên Thiên hai tay, hai chân bị trói, miệng bị nhét chẻ không cách gì chống cự hay phản đối được nàng thấy âm đạo mình cứ mỗi lúc lại được nông ra trong khi cái khối nóng ấm và cương cứng kia cứ từng chút từng chút đi sâu thêm vào trong người nàng hoa thiên thiên sướng vô tả nàng không ngờ có ngày âm đạo nàng lại được thưởng thức một chương vật như vậy mấy đêm trước nàng đã mất ăn mất ngủ vì chuyện thèm muốn này rồi bây giờ đây lại được hưởng thụ thì còn nói gì được nữa thế rồi hoa thiên thiên chỉ còn nước nằm run rẩy trong sướng khoái trước những phát biếp như nện chày của ngọc tiêu kỳ xuống âm đạo nàng Hoa thiên thiên được chơi sướng quá cứ rùng rùng người mà xuất khí ra ào ào. Nàng dồn nén dục tình lâu quá nên khi phát tiết thì thật là kinh khủng. Dương Phật của Ngọc Tiêu kỳ bị âm đạo của hoa thiên thiên liên tục bóp vuốt và nhào nặng khiến cậu cũng sướng tê tái. Hai người phịch nhau không biết mệt mỏi là gì. Thế rồi ngày hôm đó, Ngọc Tiêu Kỳ chỉ có ăn ngủ và phịch nhau cùng với Hoa Thiên Thiên mà thôi. Hoa Thiên Thiên thì do bị trói và bịt miệng nên chỉ còn nước nằm ra đó mà chờ dương vật của cậu nhỏ nện vào bướm mình chuyện cực lạc đó kéo dài đến sáng hôm sau. Hoa thiên thiên thì cơ thể mệt mỏi rủ rượi nằm yên ra đấy trong khi Ngọc Tiêu Kỳ đã được lã mai đưa trở về phòng rồi. Hoa thiên thiên được tha nhưng phải ba hôm sau nàng mới đi đứng lại được bình thường. Nhưng bây giờ nàng đã bị xoáy sâu vào dòng suối tình dục rồi làm sao dứt ra được nữa. Câu chuyện tình dục sau đó giữa một nam và hai nữ là Lã Mai và Hoa Thiên Thiên khỏi cần phải kể nữa cũng có thể hiểu được là sướng như thế nào. Về phần hoa bà bà thì đã hài lòng ra đi, trở về vạn hoa lầu của bà. Còn Ngọc Tiêu Kỳ ở lại hàng ngày được ăn, được vịt thì chẳng cần phải nói nữa. Có điều, chuyện về sau lại chẳng hề đơn giản đến vậy. Đám bạn của Hoa Thiên Thiên là các vị phu nhân rốt cuộc cũng phát giác ra chuyện lạ. Bọn này ban đầu cũng chỉ nghi ngờ nhưng sau khi dò hỏi tiểu phụ lã mai thì nàng nọ đã lộ ra hết chuyện. Thế là các vị phu nhân nhau nhau tìm đến nhà Hoa Thiên Thiên để chứng thực mọi chuyện không may cho hoa thiên thiên người mở cửa cho các vị phu nhân vào trong nhà nàng lại chính là cô ả lã mai. Vì vậy mà trong lúc hoa thiên thiên cùng Ngọc Tiêu kỳ vịt nhau đến đoạn cao trào thì các vị phu nhân ai ai cũng đều có mặt. Bọn này đều sững sờ và phấn khích khi chứng kiến hai kẻ lõa lồ đang vịt nhau đến mức tơi bời. Và rồi, đầu tiên là lã mai lột bỏ y phục trên người đi đến vịt với Ngọc Tiêu Kỳ. Các phụ nhân còn lại không ai bảo ai cứ thế lần lượt lột trùn ra để mà được vịt cho đã. Vậy là ngay trong ngày hôm đó, Ngọc Tiêu Kỳ phải tiếp một lúc mấy chục nữ nhân đang trong trạng thái khích dục thì cậu chịu làm sao cho nổi. Chương Phật của cậu vào ra hết âm đạo này đến âm đạo khác làm cho nó rác hết cả ra. Thế mà vẫn còn không ít các mệnh phụ phu nhân vẫn còn chưa được hưởng khoái lạc nên khó chịu vô cùng. Hoa Thiên Thiên thấy tình cảnh như vậy đành phải lên tiếng để các cậu nhỏ được nghỉ. Nàng tuyên bố Ngọc Tiêu Kỳ là của chung nên không việc gì phải vội vàng cả. Ai ai rồi cũng sẽ được vịt cho sướng bướm thôi. Ngọc Tiêu Kỳ ở lại nơi này trở thành một công cụ cho các nữ nhân hưởng là bọn họ ngày nào cũng tụ tập ở nhà của Hoa Thiên Thiên để ăn chơi và được vịt cho đã. Cuộc sống của Ngọc Tiêu Kỳ kể từ lúc đó là khoái lạc trong cái khổ. Cậu thường xuyên phải tiếp không ít các bà nên mệt mỏi rã rời. Tuy mỗi ngày Hoa Thiên Thiên đều cho cậu ăn toàn đồ bỏ và uống rượu xâm nhưng sức một người thì cự sao cho lại mấy chục người. Mà bọn nữ nhân này ai nấy đều xa chồng đã lâu nên ngứa bướm kinh khủng họ hành hạ cậu nhỏ đến là khổ sở với âm đạo của họ. May cho cậu nhỏ là cuộc hành dâm tập thể chỉ kéo dài được hai tuần. Đến tuần thứ ba thì có một nhân vật bất ngờ tìm đến. Người này xuất hiện ngay cả Ngọc Tiêu Kỳ cũng không thể ngờ. Đó chính là nàng Tiêu Huệ Lan. Tiêu Huệ Lan sau khi tìm được phương dược bí truyền có thể chữa được bệnh mù cho Ngọc Tiêu Kỳ thì vội vàng quay trở lại hạ đại hạ gia trang. Nàng không ngờ mới cách đó không lâu mà thế sự đã đổi dời nhanh đến vậy. Ngọc Tiêu Kỳ thì bị đuổi đi chẳng biết lưu lạc nơi đâu, còn Hạ Mộng Cầm, Hạ Mộng Thúy thì bị nhốt ở nơi biệt phòng. Tiểu Thúy Loan thì còn thê thảm hơn. Nàng ta sau khi bị đánh và bỏ đói vài ngày thì bây giờ phải làm công việc của bọn tỳ nữ thấp kém. Nàng ta suốt ngày tất bật và bị đói, bị đòn lên mặt mày, y phục sọc sệt nhìn rất thương tâm. Tiêu Huệ Lan thấy nàng nọ bị đầy ải như vậy không khỏi chạch lòng liền cứu nàng ra hẳn bên ngoài hai người tìm một căn nhà nhỏ thuê tạm rồi bắt đầu dò hỏi tung tích Ngọc Tiêu Kỳ. Hai người tìm mãi gần như đã tuyệt vọng thì bất ngờ Tiểu Thúy Loan nhận ra Lý Thiếu Hà trong lúc nàng nọ đi chợ cùng với nữ tỳ. Tiểu Thúy Loan liền chặn nàng nọ lại để hỏi chuyện về Ngọc Tiêu Kỳ. Thế nhưng Lý Thiếu Hà căm giận Tiểu Thúy Loan không biết sao cho hết thì làm sao nàng ta lại nói ra tung tích của cậu nhỏ mù kia. Tiểu Thúy Loan không làm gì được liền nhờ vào tay của Tiêu Huệ Lan để khám phá bí mật, nàng trộm lập tức thể hiện bản lãnh ngay trong đêm đó nàng ta đã đột nhập thẳng vào nơi ở của lý thiếu hà với con dao sáng loáng lý thiếu hà khiếp đảm vội vàng kể rõ mọi chuyện ra tiêu huệ lan và tiểu thúy loan hết sức mừng rỡ vội vàng thuốc ngựa đi tìm ngọc tiêu kỳ tiêu huệ lan để tiểu thúy loan ở ngoài giữ ngựa còn nàng thì bí mật đột nhập vào nơi ở của hoa thiên thiên ngay giữa ban ngày nàng đến nơi chứng kiến cảnh ngọc tiêu kỳ bị mấy chục nữ nhân trần truồng quấn lấy thì nổi giận lôi đình quát ầm lên bọn mệnh phụ phu nhân ai nấy đều thất kinh khi thấy một người bận y phục đen mặt mày bịt kính trong tay lại đang lăm lăm một con dao sáng loáng cả bọn không ai bảo ai đều la ó hốt hoảng lùi lại tiêu huệ lan bước tới nắm tay ngọc tiêu kỳ kéo cậu nhỏ đứng dậy lúc này trên người ngọc tiêu kỳ không một mảnh vải che thân hạ thể cậu dính đầy dịch chất cho vừa vịt nhau tiêu huệ lan nhìn thấy chân vật của cậu nhỏ còn đang cứng ngắc và đầy chất dịch chảy ra nhớp nhúa thì vừa buồn vừa tức nàng nếu không nghĩ vì cậu nhỏ đang bị mù lòa không thể tự mình quyết định chuyện làm tình kia thì nàng đã phất tay mà bỏ đi rồi ngọc tiêu kỳ thấy bọn nữ nhân la hoảng rồi bất ngờ có bàn tay mềm mại kéo cậu đứng lên thì hết sức ngạc nhiên một điều cậu càng ngạc nhiên hơn nữa là mùi vị của nữ nhân này sao lại quá giống một người người này cậu nghĩ đã bỏ cậu đi lâu rồi thì làm sao có mặt ở nơi đây được Tiêu Huệ Lan thấy kéo tay Ngọc Tiêu Kỳ mà cậu chàng cứ ì ra thì tức giận hừ lên một tiếng miệng nói: Ngươi, nàng định quá cậu nhỏ sao không chịu theo nàng, còn đứng lì ở đây làm gì? Không ngờ Ngọc Tiêu Kỳ vừa nghe tiếng của Tiêu Huệ Lan thì bật lên mừng rỡ miệng kêu gọi: Tỷ tỷ, là tỷ thật sao? Tiêu Huệ Lan thấy cậu nhỏ mừng rỡ ra mặt khi nhận ra nàng thì cũng thấy ấm lòng. Trong đời nàng ngoài sư phụ ra người đáng cho nàng quan tâm hơn cả chỉ còn có Ngọc Tiêu Kỳ thôi. Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan ra thẳng ngoài sân. Hai người tay trong tay chạy đến bên khúc tường thấp. Tiêu Huệ Lan vượt tường ra ngoài rồi dẫn Ngọc Tiêu Kỳ ra theo. Hai người quay trở lại nơi giấu ngựa ở cách đó không xa. Ngọc Tiêu Kỳ thì hết sức mừng sở. Cậu nắm chặt tay Tiêu Huệ Lan mà trong dạ bồi hồi khó tả lên lời. Tiêu Huệ Lan kéo cậu đi đâu thì Ngọc Tiêu Kỳ chạy theo đến đó. Thậm chí cậu cũng quên mất là bản thân đang trần truồng chẳng có chút y phục nào để che lấy chương vật vẫn còn đang cương cứng tiểu thúy loan vừa nhìn thấy hai người thì mừng rỡ vội chạy lại đón thế nhưng nàng thấy cậu nhỏ toàn thân lõa thể chân phật cứng ngắc thì chợt mình kêu lớn ơ ừ, kỳ đệ làm sao thế kia tiêu huệ lan đã dừng lại còn ngọc tiêu kỳ thì thở hổn hển vì chạy quá nhanh cậu chẳng kịp nói rõ chuyện mình thì tiêu huệ lan đã đáp sẵn à kỳ đệ của muội đang phịch bướm người ta chứ còn sao nữa Muội chẳng nhìn thấy ư tiểu thúy loan kinh ngạc mà hỏi vậy nhưng khi Tiêu Huệ Lan và Ngọc Tiêu Kỳ tiến lại gần nàng thì nàng đã nhìn thấy chương vật của Ngọc Tiêu Kỳ còn đang cứng ngắc với cái đầu khấu đỏ bầm dính đầy dịch chất. Tiểu Thúy Loan ngớ người ra chẳng hiểu ra làm sao cả. Ngọc Tiêu Kỳ thì nghe tiếng đã nhận ra nữ nhân nọ chính là Tiểu Thúy Loan tỷ tỷ rồi. Cô cậu cũng không khỏi ngạc nhiên vì cậu biết Tiểu Thúy Loan vốn là tỳ nữ của nhị tiểu thơ Hạ Mộng Cầm. Bây giờ Tiểu Thúy Loan ở đây còn Hạ Mộng Cầm thì ở đâu? Tiêu Huệ Lan thấy Tiểu Thúy Loan kinh ngạc há mồm trợn mắt nhìn vào dương vật của cậu nhỏ còn đang cương cứng thì tức khí nói: "Thật không thể tưởng được, Loan mùi có biết không, ở trong kia có một lũ đàn bà trần truồng bu lấy kỳ đệ mà chơi." Thật tức chết đi, được. Tiểu Thúy Loan đã phần nào hiểu ra mọi chuyện. Nàng nghĩ lại cũng thấy tức mình thay cho tiểu thơ Hạ Mộng cầm của nàng. Trong lúc tiểu thơ của nàng và nàng chịu không biết bao nhiêu là khổ sở, thì cái dương vật kia lại chưa hết vào âm đạo này đến âm đạo khác thì bảo sao nàng không nổi nóng cho được. Tiêu Huệ Lan nói xong tưởng chỉ cho hả giận. Không ngờ nàng nhìn lại thấy mặt mày tiểu thúy loan tái xám lại vì giận thì không khỏi kinh hãi thầm. Quả là con người ta yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu. May cho Ngọc Tiêu kỳ là cậu nhỏ bị mù lòa. Bản thân cậu không thể tự mình làm được chuyện châm dục kia. Nếu chẳng phải bọn nữ nhân tự nguyện hành sự thì làm sao cậu nhỏ lại có thể biết được bọn họ. Tiểu Thúy Loan mặc dù giận lắm nhưng cũng chưa đến nỗi hồ đồ nàng ngước nhìn sang Ngọc Tiêu Kỳ thì thấy cậu nhỏ vẫn còn đang trần truồng đứng thở. Tiêu Huệ Lan nheo mắt cười khẽ, đoạn nói. Chúng ta mau rời khỏi đây rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Bọn người trong kia biết đâu lại phái người theo truy đuổi thì phiền lắm. Nàng nói xong không đợi Ngọc Tiêu Kỳ và Tiểu Thúy Loan có ý kiến liền lấy ngựa phi nhanh trở về. Tiểu Thúy Loan thấy Tiêu Huệ Lan bỏ nàng lại một mình cùng Ngọc Tiêu Kỳ thì hốt hoảng gọi với theo. Lan tỷ tỷ đợi muội với nàng nói rồi vội vàng chạy lại nhảy ngay lên ngựa ngọc tiêu kỳ thấy tiếng ngựa hí cỏ móng đồm đợp xuống đất thì sợ tiểu thúy loan cũng bỏ cậu mà đi nốt nên hốt hoảng kêu lớn loan tỷ tỷ loan tỷ tỷ tiểu thúy loan thấy cậu nhỏ mặt mày hớt hải thì không nhịn được cười cô nàng vừa nãy tức tối vì việc tiêu huệ lan bỏ đi để nàng phải ở lại cánh lấy cậu nhỏ nhưng bây giờ nàng thấy ngọc tiêu kỳ như vậy thì cũng có phần thích thú Tiểu Thúy loan tế ngựa lại bên cậu nhỏ rồi đưa tay nắm lấy tay cậu, hướng dẫn cho Ngọc Tiêu Kỳ nhảy lên ngựa ngồi phía sau nàng. Hai người một một nam một nữ ngồi chung trên ngựa cứ vậy mà đi. Ngọc Tiêu Kỳ lần đầu tiên biết cưỡi ngựa là như thế nào nên sợ hãi cứ ôm chặt lấy eo thon của người thiếu nữ. Tiểu Thúy Loan biết Ngọc Tiêu Kỳ sợ hãi nên để ngựa chạy nước kiệu. Chẳng ngờ Ngọc Tiêu Kỳ ôm nàng chặt quá làm cho dương vật kia đang cứng ngắc cứ đâm vào sau lưng nàng. Tiểu Thúy Loan thấy nhục nhạt hết cả người, khuôn mặt nàng thoát cái trở nên đỏ bừng vì xấu hổ lẫn phấn khích hai người đi mãi rồi cũng về được đến nơi ở trọ của tiêu huệ lan và tiểu thúy loan lúc này trời cũng đã chiều con đường đến nhà trọ vắng hẳn người qua lại chỗ ở này vốn chỉ rất bất tiện trong việc sinh hoạt vì xa hẳn nơi thị tứ mua sắm rất khó khăn thế nhưng nơi đây lại rất phù hợp với hoàn cảnh của bọn người tiêu huệ lan tiểu thúy loan và ngọc tiêu kỳ ba người ở trong căn nhà nhỏ liên tục cả sáu tháng liền ngày ngày tiêu huệ lan dùng dược phương bí mật ra sức chữa trị cho đôi mắt của cậu nhỏ cuộc chữa trị làm cho tình cảm của tiêu huệ lan đối với ngọc tiêu kỳ ngày càng thấm thiết tiểu thúy loan thì ngày ngày nấu cơm châm nước phục vụ cho hai người toàn tâm toàn ý để chữa trị bệnh ngọc tiêu kỳ nhiều lúc thấy thất vọng quá chừng vì chữa trị đã lâu mà chẳng thấy chút công hiệu gì một điều nữa là suốt ngày cậu kề cận bên người ngọc mùi thơm và da thịt nữ nhân khiến con lợn lòng của cậu lại sụp sôi đò quyền thỏa mãn tiêu huệ lan thì hết tâm sức nghĩ cách chữa trị cho ngọc tiêu kỳ nàng chẳng quan tâm xem hạ thể ngọc tiêu kỳ nhiều khi cứ đội quần lên hoài ngọc tiêu kỳ thì nín quá chịu không nổi nữa không ngờ trong lúc tiêu huệ lan đang trầm ngâm thất vọng đứng trước một loạt các vị thuốc thì cậu nhỏ đã nhào lại ôm chặt eo nàng tiêu huệ lan chợt nảy mình khi thấy chương vật cứng ngắc của cậu đè lên phần hạ thể nàng từ phía đằng sau hai tay cậu nhỏ đã vươn ra ôm chặt nàng rồi tiêu huệ lan bực bội cắt khẽ thôi nào người ta đang điên đầu đây mà kỳ đệ còn giỡn nữa. Ngọc Tiêu Kỳ sống cùng Tiêu Huệ Lan hơn mấy tháng trời biết nàng nọ cũng rất yêu mình nên cậu càng ôm chặt lấy eo thon của Mỹ nhân mà thì thầm đòi hỏi chuyện giao hoang. Tiêu Huệ Lan lắc đầu, cỡ tay Ngọc Tiêu Kỳ ra khẽ nói. Kỳ đệ, đệ không nên như vậy. Chúng ta cần phải kiên nhẫn tìm cách. Đệ phải đi yên cho tỷ suy nghĩ chứ. Ngọc Tiêu Kỳ yếu xìu ngồi xuống giường, miệng nói. Tỷ tỷ nghĩ chị thì nghĩ. Tiểu đệ chán lắm rồi. Để chẳng thèm chữa trị gì đâu. Tiêu Huệ Lan thấy Ngọc Tiêu Kỳ mặt mày buồn bực, tâm trạng chán nản như thế thì tội nghiệp cho cậu. Bản thân nàng cũng đã đủ cách mà không thấy tác dụng gì thì lo sợ cho Ngọc Tiêu Kỳ mãi mãi sẽ bị mù. Nàng nghĩ cậu nhỏ đang thèm được phịch, thì bây giờ nàng để cho y phịch thì cũng tốt thôi. Biết đâu vì việc này mà Ngọc Tiêu Kỳ vui lên thì bệnh tình sẽ có tiến triển. Tiêu Huệ Lan nghĩ vậy liền ôm lấy choàng lấy người Ngọc Tiêu Kỳ rồi kéo cậu ngã dài lên giường. Ngọc Tiêu Kỳ thấy nàng nọ đã tỏ ra bằng lòng cho cậu biết nàng thì thích thú vội ôm chặt lấy người Tiêu Huệ Lan mà hôn hít say sưa. Hai người cởi bỏ y phục cho nhau rồi vậy cuộc mây mưa. Ngọc Tiêu Kỳ đã lâu chưa ái ân cùng Tiêu Huệ Lan nên tâm tình cậu khích động khôn tả. Tuy Ngọc Tiêu Kỳ chẳng nhìn thấy gì nhưng cậu biết mỹ nhân này là người tùy chịu nhất trong số các nàng mà cậu từng ái ân. Không những cơ thể nàng mềm mại, sáng chắc mà phúc cha hoang cũng bền bỉ lạ thường nàng là người duy nhất mang lại cho cậu tuyệt đỉnh khoái lạc và có thể theo cậu đến đỉnh Phu Sơn một cách tuyệt vời. Tiêu Huệ Lan lúc này nằm ngửa ra giường để cho tình quân nằm đè lên mình nàng. Hai tay mỹ nhân quàng ra ôm lấy đầu kéo vào ngực mình. Đôi môi ngọc tiêu kỳ hôn hít say sưa đôi cò bồng đảo nhô cao kia. Bên dưới hạ thể cậu thì dương vật cứng nắc đã cạ nhẹ vào bướm mỹ nhân rồi. Hai người vừa hôn hít vừa thưởng thức lẫn nhau. Màn dạo đầu kéo dài trong sự ngây ngất tê mê bàn tay ngọc tiêu kỳ như có ma lực sờ nắng trên làn da mịn màng của tiêu huệ lan làm cho nàng nọ run rẩy vì sướng tiêu huệ lan đã bắt đầu rên rỉ trong cơn mê đắm bàn tay nàng đã đưa xuống bên dưới mà sụp nhanh dương vật của ngọc tiêu kỳ hai người quần thảo lẫn nhau độ nửa canh giờ thì ngọc tiêu kỳ bắt đầu đẩy con cc của cậu vào trong lờ nàng nọ tiêu huệ lan nước châm đã chảy ra lên láng nàng thở hổn hển vì nứng khi dương vật kia lọt hẳn vào trong bu ống nàng tiêu huệ lan càng lúc càng rên to trong khi dương vật của cậu nhỏ hiền hụt ra vào trong cái âm phong động ướt át nọ tiêu huệ lan sướng quá hai chân quàng lấy hai bên hông cậu nhỏ trong lúc hạ thể nàng liên tục hãy lên để đón nhận dương vật to bự đang đâm xuống ngọc tiêu kỳ sướng quá vì âm đạo tiêu huệ lan càng lúc càng bóp chặt lấy dương vật cậu ngọc tiêu kỳ càng biết càng nhanh bất thần cậu cảm thấy một dòng sướng khoái bùng lên rất cao cùng với cảm giác đau nhức không thể tả nơi nhãn cầu ngọc tiêu kỳ kêu rú lên trong khoảng khắc nước tinh dịch từ đầu dương vật phóng ra xối xả vào trong bướm đang co giật của nàng tiêu huệ lan tiêu huệ lan hai mắt nhắm nghiền toàn thân co giật nước trong bướm nàng liên tiếp tuôn ra không gì cản nổi cái nút chặn là dương vật của ngọc tiêu kỳ to lớn là thế mà cũng đã để cho dòng suối khoái lạc kia tràn cả ra ngoài ngọc tiêu kỳ ngay phút xuất khí thì thấy hai mắt cậu đau nhức vô cùng nhưng khi khí đã xuất xong thì chỉ cảm thấy hai con mắt như đang bị cộm bởi một vật gì ngọc tiêu kỳ thấy khó chịu liền đưa tay lên dụi mắt Chương vật của cậu vẫn còn đang cứng nằm yên trong bướm mỹ nhân. Thân hình mỹ nhân lúc này chính là cái đệm êm êm ái cho Ngọc Tiêu Kỳ nằm xuống thật gọn. Ngọc Tiêu Kỳ dụi mắt một hồi thì chợt phát chát ra những tia sáng lấp ló hết sức lạ lùng. Ban đầu cậu còn kinh ngạc không dám tin nhưng khi cậu chú ý kỹ thì thấy dưới những tia sáng đó là hình ảnh một khuôn mặt mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp đang ở rất gần. Ngọc Tiêu Kỳ bỡ ngỡ đưa tay ra đụng lấy. Chẳng ngờ cái chàng đụng phải là một làn da mịn màng cái mũi nhỏ nhắn và cái miệng xinh kia thật sự thật cần. Tiêu Huệ Lan sau cơn khoái là thấy Ngọc Tiêu Kỳ sợ sẫm mặt mình thì tức cười nói. Kỳ đệ làm trò gì vậy? Bộ mặt tỷ tỷ hôm nay bị cái gì sao mà đệ đệ xăm soi lâu thế? Ngọc Tiêu Kỳ run run ôm lấy khuôn mặt Tiêu Huệ Lan mà hung tới tấp. Cậu vừa hung vừa kêu lên sung sướng. Ôi, ta, ta, thật đã nhìn, thấy, nàng rồi. Tiêu Huệ Lan kinh ngạc ngồi nhổm dậy. Đệ nói sao? đệ đã nhìn thấy mặt ta ư ngọc tiêu kỳ sung sướng la lớn đúng rồi đệ đã nhìn thấy mặt tỷ tỷ đúng thật là tuyệt thế gian nhân trên cõi đời này ô hô đệ thật không ngờ lại có ngày được trông thấy mặt tỷ đúng là đệ ngu ngốc không nhìn thấy cái đẹp mà tiêu huệ lan mặt hoa sáng ngời nàng không ngờ chuyện liếc nhau lại có thể giúp cho ngọc tiêu kỳ sáng mắt mà điều kỳ diệu hơn cả là cậu coi nàng là người xinh đẹp nhất trên đời quả thật cũng không bỏ công nặng lặng lội vất vả tìm thuốc chữa bệnh cho y. Tiểu Thúy Loan ở đằng sau nhà nghe tiếng reo họ vội vàng chạy lên. Nàng đến nơi thì thấy hai người thân thể lõa lộ đang vừa khóc vừa cười hết sức quái lạ. Tiểu Thúy Loan kinh ngạc kêu lớn. Này, này, hai người mau dừng lại ngay, có chuyện gì thế này? Ngọc Tiêu Kỳ quay mặt lại nhìn. Cậu không nhìn thấy Tiểu Thúy Loan như thế nào mà chỉ cảm thấy có một bóng người mặc y phục trắng đang đứng ngay ngoài cửa. Tiêu Huệ Lan tỉnh trí lại trước vội lao người đến bên tiểu Thúy Loan kéo nàng lại gần. Tiêu Huệ Lan la lớn. Kỳ đệ. Đệ nhìn xem cô nương này như thế nào. Ngọc Tiêu Kỳ dán mắt vào sát mặt tiểu Thúy Loan. Khuôn mặt xinh tươi, tóc để hai bên buộc thành hai túm nhìn rất ngộ. Mặt tiểu Thúy Loan không thể sánh bằng mặt của Tiêu Huệ Lan nhưng cũng rất ưa nhìn. Ngọc Tiêu Kỳ lùi lại một chút rồi nheo mắt nhìn tiểu Thúy Loan cười nói. Tỷ tỷ này để hai túm tóc ngộ ghê tiêu huệ lan cười khanh khách chỉ vào tiểu thúy loan rồi nói ha ha loan mùi thấy chưa y đã nhìn thấy được mùi rồi đó y còn biết là mùi đang buộc tóc hai bên nữa tiểu thúy loan thì vừa mừng vừa tức cô nàng không ngờ ngày ngọc tiêu kỳ nhìn thấy đầu tiên nàng lại để cho cậu ta thấy mình xấu xí như vậy nàng nghĩ đến đây vội vàng tất tả chạy trở ra ngoài không dám để cậu nhỏ nhìn nàng thêm nữa tiểu thúy loan nghĩ nàng phải ra ngoài trang điểm và trải tóc thật đẹp để rồi mới đến gặp ngọc tiêu kỳ Tiêu Huệ Lan thì sau cơn mừng rỡ mới nhớ ra hai người vẫn trần truồng. Mỹ nhân sự nghĩ bây giờ Ngọc Tiêu Kỳ đã sáng mắt lại rồi. Nếu mà để Ngọc Tiêu Kỳ nhìn nàng lõa lồ thì ngượng chết đi được. Tiêu Huệ Lan nghĩ vậy liền vội vàng ôm lấy ý phục chạy sang phòng bên để mặc lại. Nàng bây giờ chẳng dám tự tiện thay đổi ý phục trước mặt Ngọc Tiêu Kỳ nữa. Mấy ngày sau đó, chuyện chữa bệnh mắt cho Ngọc Tiêu Kỳ càng lúc càng khả quan hóa ra trượt phương cho tiêu huệ lan mang về cần phải có những cuộc hành dâm ái ân cùng cực để kích thích trượt vật thấm vào trong mắt ngọc tiêu kỳ tiêu huệ lan không ngờ lại có chuyện quái dị đến vậy thế nhưng khi nàng nghiệm ra nguyên nhân thì mọi chuyện đã không có khó khăn gì nữa vậy là từ đó ngọc tiêu kỳ vừa được chữa mắt bằng thuốc vừa được trải qua những trận ái ân cuồng nhiệt cùng với hai nàng càng chung đụng hai mắt ngọc tiêu kỳ càng lúc càng nhìn rõ hơn hóa ra chuyện nhìn thấy thật sướng khoái vô cùng bây giờ đây những lúc ái ân cùng nhau, Ngọc Tiêu Kỳ không những sờ thấy mà còn nhìn thấy làn da mịn màng của hai nàng Tiêu Huệ Lan và Tiểu Thúy Loan. Hơn thế nữa, cậu còn phát giác ra bướm của Tiểu Thúy Loan còn nhiều lông hơn cả bướm của Tiêu Huệ Lan. Thế nhưng hai bầu nhũ hoa của Tiểu Thúy Loan thì không thể sánh bằng Tiêu Huệ Lan cho được. Chuyện vừa phịch lại vừa được nhìn ngắm thân thể mỹ miều, trần trụi của mỹ nữ làm cho cậu nhỏ cực kỳ thích thú. Bây giờ, những lúc giao hoang cùng nhau, Ngọc Tiêu Kỳ lại có thêm một sở thích nữa là hợp đầu vào hạ thể các nàng mà hôn hít, chọc ngoáy và ngắm nghía âm đạo xem nó tròn méo như thế nào. Tiêu Huệ Lan và Tiểu Thúy Loan thay phiên nhau mà phục vụ cậu nhỏ. Hai nàng biết rõ ràng rằng thân thể của mình ngày càng bị cậu nhỏ nhìn rõ hết. Cả hai đều xấu hổ nhưng cũng không thể không cởi trùng ra để chơi cùng Ngọc Tiêu Kỳ. Trải qua hơn một tháng trời với những màn ái ân liên tu bất tận. Cặp mắt của Ngọc Tiêu Kỳ đã hoàn toàn trong rõ như người thường rồi. Tiêu Huệ Lan và Tiểu Thúy Loan mừng lắm, hai nàng tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng. Chờ đây, tuy chẳng nói ra, nhưng cả hai đã xem cậu nhỏ là trượng phu của mình rồi. Ngọc Tiêu Kỳ sung sướng không cùng, cậu cảm tạ hai người đẹp đã không tiếc công sức và thân thể để giúp cho cậu được sáng mắt. Tình cảm của Ngọc Tiêu Kỳ dành cho hai nàng cũng từ đó mà được nâng lên thấy rõ. Bây giờ đây, Tiểu Thúy Loan mới nhắc tới chuyện Tiểu Thơ Hạ Mộng Cầm và Hạ Mộng Thúy nàng kể lại chuyện hai người bọn họ hiện vẫn đang bị giam vào một nơi biệt phòng sống cực kỳ khổ sở. Tiêu Huệ Lan nói, Hạ Trang chủ là một lão già keo kiệt. Chúng ta nếu không làm khó cho lão thì e rằng lão chẳng dễ dàng mà chịu buông tha hai vị tiểu thơ kia. Lại nữa, chuyện giữa kỳ đệ và hai vị cô nương kia sẽ như thế nào? Kỳ đệ có sẵn lòng đón họ về làm nương tử hay không? Tiểu Thúy Loan nghe Tiêu Huệ Lan nói vậy thì không để Ngọc Tiêu kỳ kịp lên tiếng liền nói. Không được, chuyện của tiểu thơ cũng là chuyện của muội chúng ta cùng hoạn nạn với nhau sao thể bỏ mặt người cho được tiêu huệ lan đối với hai nàng tiểu thơ này nàng cũng chẳng có cảm tình gì mấy nàng nhớ khi xưa bọn họ đối xử với nàng hết sức tàn tệ nên vẫn còn tấm tức trong lòng có điều hiện nay nàng đã là nương tử của ngọc tiêu kỳ rồi nên cũng chẳng thèm chấp nhất chuyện xưa nữa ngọc tiêu kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài nói chúng ta chờ đây nhà cũng chưa có mở thì còn lo lắng chuyện kia mà chi Đối với riêng ta thì chuyện của hai nàng Hà Mộng Cầm và Hà Mộng Thúy không thể giải quyết ngay được. Lỡ ra, hai nàng nọ chỉ muốn chơi đùa cùng ta mà không muốn xem ta là phu tướng thì định lẽ nào? Tốt nhất, chúng ta cứ để chuyện này thư thả lại đã. Thế rồi từ đó, ba người chuyển tới sống trong khu thị trấn cách Hạ Gia Trang gần một chặng, ba người quyết định mở một tiệm cầm đồ và mua một trang viên bỏ hoang gần đó ngày ngày, Tiêu Huệ Lan ra tiệm cầm đồ làm việc, còn Tiểu Thúy Loan và Ngọc Tiêu Kỳ ở lại trong nhà dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp. Thời gian thấm thoát qua đi, tiệm cầm đồ của Tiêu Huệ Lan ngày càng phát đạt và đông khách. Phần lớn trong số này lại chính là các vị công tử con nhà giàu. Bọn này thấy ở đâu có một nàng mặt đẹp như Ngọc đến mở tiệm nên tấp nập đến xem. Tiêu Huệ Lan bình thường chẳng mấy quan tâm đến bọn công tử nọ. Thế nhưng nàng vì kế sinh nhai nên cũng phải lịch thiệp chào đón, cười với bọn chúng, tiểu thúy loan cũng đã ra tiệm giúp việc sổ sách cho tiêu huệ lan rảnh rang đi lại mua bán ngọc tiêu kỳ thì từ ngày mắt sáng rồi cậu tích cực học tập để có thể đọc và viết như mọi người cũng may ngọc tiêu kỳ bản tính thông minh nên học cũng nhanh lắm bây giờ ngọc tiêu kỳ vừa học tập vừa ở nhà làm món ăn cho hai vị nương tử khi đi làm về không ngờ ngọc tiêu kỳ lại có kiếu trong việc nấu nướng cậu đọc trong sách nấu ăn mà nấu được các món ăn ngon không kém gì ở các nơi tửu quán Tiêu Huệ Lan ăn món ăn do Ngọc Tiêu Kỳ nấu mà cũng phải ngạc nhiên. Nàng đi nhiều nơi, ăn uống cũng nhiều nên biết món ăn do Ngọc Tiêu Kỳ nấu không phải tầm thường. Hóa ra, Ngọc Tiêu Kỳ trong lúc học đọc lại thường lấy quyển sách nấu ăn ra mà tập luyện càng lúc Ngọc Tiêu Kỳ càng thích thú việc chế tạo các món ăn. Mỗi ngày thường cậu phải làm đến mười mấy món thì mới vừa già. Tiêu Huệ Lan và Tiểu Thúy Loan thấy cậu nấu ăn ngon thì phục vô cùng. Thế nhưng hai nàng đều sợ mập nên mỗi món chỉ nhúng đủ vài lần là đã thấy no rồi. Tiêu Huệ Lan thấy Ngọc Tiêu Kỳ nấu ăn ngon như vậy thì quyết định đổi nghề. Ba người chuyển sang mở một tự quán để kinh doanh. Đầu bếp chính là Ngọc Tiêu Kỳ. Sổ sách thu chi thì có Tiểu Thúy Loan, còn quán xuyến cửa hàng là Tiêu Huệ Lan. Ba người hợp sức lại cùng nhau làm việc thì thấy vui thú hơn trước nhiều. Ngọc Tiêu Kỳ được tự mình thể hiện bản lãnh thì thích lắm. Cậu ra sức làm càng nhiều món ngon để khỏi phụ sự trong đời của mấy vị cô nương. Quán ăn do ba người hợp lại chỉ trong một thời gian ngắn đã đứt tiếng đồn xa. Tài nghệ của Ngọc Tiêu Kỳ đã được nhiều người biết đến nên quán ăn ngày càng đông khách. Ba người kiếm được nhiều tiền liền tìm đến Hạ Gia Trang hỏi cưới hai vị cô nương Hạ Mộng Cầm và Hạ Mộng Thúy. Hạ Lão Trang chủ không ngờ kẻ hỏi cưới con mình chính là cậu bé mù Ngọc Tiêu Kỳ năm nào. Vì thế lão hoan hỉ vô cùng vội đồng ý nhận lời ngay. Tiểu thơ Hạ Mộng Cầm và Hạ Mộng Thúy thì sững cả người ngay trong lễ động phòng khi nhận ra phu tướng lại chính là cậu bé mù năm xưa chung đụng cùng mình. Hai đàn gặp lại nhau mừng mừng tuổi tuổi, xúc động vô cùng. Tiểu Thúy Loan y trang lọng lại bước tới ôm chặt Hạ Mộng Cầm mà khóc đứt nở. Chủ tớ bọn họ đã hai năm trời mới gặp được nhau thì bảo sao không xúc động cho được. Một người nữa mừng rỡ không kém là Ngọc Thanh Thanh nàng tưởng rằng mãi mãi không gặp lại em nữa nhưng ngờ đâu ngày nay gặp được Ngọc Tiêu Kỳ mà còn thấy cậu được sáng mắt lại. Nàng đứng nhìn mọi người ôm nhau khóc mà nước mắt sung sướng hoen lên mi mắt. Tiêu Huệ Lan nhìn hai cô dâu mới và nhìn cảnh đoàn tụ đầy nước mắt kia thì cũng thấy nao lòng. Nàng chợt nghĩ con người ta sống với nhau phải có cái tình thì mọi sự mới vui thú và hạnh phúc được. Cái tình đó phải chăng là đang diễn ra nơi đây? Bộ truyện Ngọc Tiêu Kỳ tới đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau.